Con đường nghịch thiên tập 106 Lúc bây giờ hoàng giả kia thêm một bản như vậy Cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng Vương thiên cảnh đã bị trời giáng đồi phạt Loại nhân vật này coi như là ở đại thiên thế giới Cũng cực kỳ đáng sợ Hôm nay ở trong thế giới vắng vẻ này Thậm chí có tuyệt thế thiên tài như vậy Để cho hắn ta cũng hơi dưỡng sợ Thiên tài không có lớn lên Cái gì cũng không phải đâu Hoàng giả phun ra một thanh âm lạnh lùng tư thái cao cao tại thượng bao quát cường từ nam hắn đập xuống một trường tự như một thái cổ thần nhạc đáp xuống tràn ngập ký thức khủng bố muốn triệt để trấn áp Khương từ nam thiếu chủ tư nam kim minh gào thét một tiếng liều mạng bị hai hoàng giả vỗ một trường phun ra một ngụm máu tươi cực tốc đánh về phía bên này mà dịch thiên cơ ở xa xa thêm một mắn như vậy trong nội tâm cũng rung mạnh trong ánh mắt lộ ra thần sắc đỏ lắng nhưng mà cách nhau quá xa, hắn căn bản không có biện pháp gì. Thần Oa thỏ ra, năm người trong gương tuyết lòng thủ nguyệt thấy một màn như vậy, tất cả đều thét lớn, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng huyết giác điên cuồng. Bị một hoàng giả trấn áp, mà Khương Tư Nam còn ở vào trạng thái không ý thức, nhất định là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam, đi chết đi. Trong ánh mắt của bọn người trọng đầy trận vương, đệ nhất thánh đều lộ ra cười lạnh nhưng vừa lúc đó dị biến quỷ dị đã nảy sinh rầm rầm bỗng nhiên tầm đó chung quanh khương tư nam biển lửa mênh mông đột nhiên bộc phát hào quang xích sắc tung hoành nghìn vạn dặm hoa diễm hừng hực nhuộm hồng cả phiến thiên không mà từ trong biển lửa một canh tay mảnh khảnh Tựa như ngả voi trắng đoãn cậu tay trắng đông lại sườn tuyết trên ngón tay ngọc thon dài tượng lời lấy tiên khí tinh khiết bất nhiễm Ngành đón một trưởng của hoàng giả kia. Oanh! Một cỗ chân động kinh khủng tràn ngập tứ phương, xích hạ cuồn cuộn, hỏa diễm bộc phát, phản phất như một thần dương trực tiếp nổ tung. Hoàng giả kia bị một trưởng này đẩy lui, hơn đưa hỏa diễm rừng rực tràn ngập, lan tràn về phía cánh tay cùng toàn thân của hắn, để cho sắc mặt của hoàng giả kia đại biến, điền tục bay ra ngoài, thoát đi phiến biển lửa kia. Cái gì? tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin không biết vì sao dưới loại tình huống này sẽ phát sinh biến cố như thế cánh thành ngọc trong biển đửa kia rốt cuộc là ai là người phương nào lăn ra đây sắc mặt của hoàng giả kia khó coi quát to một tiếng vừa rồi loại hòa diễm này cho hắn một loại uy hiếp chí mạng nếu không phải hắn cảm ứng nhanh chỉ sợ đôi tay này đã phế oanh anh đợt vành bồng bộc phát ra từ trong đó bay ra một thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Đó chính là một thân ảnh tự nhiên là cửu thiên tiên tử, quần trắng bồng bềnh bay, tư thái yểu điệu, dáng người phập phồng hấp dẫn. Mái tóc dài màu đen như tơ lụa, trên mặt mang theo một vòng sa mỏng, che đậy dung nhan kinh thế phía sau. Nhưng mà chỉ nhìn đôi con người như thu thủy, như tinh thần, xinh đẹp đến mức tận cùng, trên để cho người nhìn không được muốn xem xem ở dưới sa mỏng kia rốt cuộc là một dung nhan tuyệt mỹ như thế nào. Da thịt của nàng trong suốt như ngọc, toàn thân bao phủ một tầng tiên khí màu ngả sữa, mờ ảo mà xuất trần, hồn nhiên không giống nữ tử nhân gian. Để cho người ta xem xét, liền không nhìn được sinh lòng xấu hổ. Nàng ngừng chân ở trong biển lửa, phẳng phất như một vị nữ tiên tuyệt thế, không chế hỏa diễm chi được vô cùng vô tận. Toàn thân có xích hà nhàn nhạt, nhạt, đập lè, làm cho nàng lộ ra càng thêm thận bí. Con mắt của nàng rất lạnh liếc nhìn mọi người Cuối cùng rơi vào trên người hoàng giả kia Trong miệng thốt ra thoại ngữ Dễ nghe giống như tiên âm Ai động vào cương tư nam Tất chết Âm thanh tự nhiên trút xuống Tràn ngập tứ phương Có một loại ý cảnh mờ ảo Nhưng mà để độ ra Lại không che giấu được kiên quyết cùng ác khí Một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy Tự nhiên là cửu thiên tiên tử Hàng đông phàm trần nhìn thánh tử cùng cựu đinh hoàng tuyên bố ai động vào cương tư nam liền chết để cho tất cả mọi người mặt lộ ra dị sắc vị tiền tử này rốt cuộc là người phương nào cùng cương tư nam lại có quan hệ gì hơn nữa khi tức trên người của nàng mơ ảo thâm bất khả trắc ngay cả các vương giả cũng toán không ra tù vì bản thân của nàng mẹ đám đạo hỗn đản này dậu đổ bìm đau muốn đối phó với cha người bảo đánh chết bọn hắn đi Thần hoa tựa như là một đạo lưu quang Lập tức bay tới Như là kẹo dính ôm cánh tay tiên tử Đáng thường mà nói Mặt to thanh tịnh Thần hoa tự nhiên có thể nhận ra Vì nữ tử này chính là Hoàng Nhi Hoàng Nhi chứng kiến thần hoa Ánh mắt lạnh lùng trở nên nhu hòa Đưa tay ôm thần hoa vào trong ngực Ôn hòa nói Hải Nhi cứ yên tâm Còn bẫu thần ta ở đây Không ai có thể đả thương hắn được <laughs> Khẩu khí thật là lớn đấy sắc mặt của hoàng giả đối diện trầm xuống trong nhãn quang độ ra một tia bằng lãnh hắn tự nhiên có thể nhìn ra hoàng nhi rất là bất phàm coi như là hắn cũng nhìn không thấu tù vi của hoàng nhi nhưng mà hoàng nhi đã dám một mình đối mặt với một hoàng giả mà mặt không đổi sắc cho nên hắn suy đoán hoàng nhi có lẽ cũng đạt tới hoàng thiên cảnh trên cường giới nhỏ nhỏ này thậm chí con nữ tử phong hoa tuyệt đại và thầm bất khả trắc như thế để cho vị hoàng giả kia cảm giác có chút nghi hoặc. Ngươi đã muốn bảo vệ hắn, vậy thì nhìn xem bản lĩnh của người đã. Hoàng giả kia hừ lạnh một tiếng, đánh thêm một trường. Tiền địa đại thế hạo hạo đáng đáng tịch cuốn tới, che khuất cả bầu trời, phảng phất như một khối đại đục xuất hiện ở trong hư không, tràn ngập lực lượng vô tận. Hoàng thiên y nhìn hoàng giả đánh tới, mặt không đổi sắc, còn người lạnh lùng như trước, thẳng đến khi một trường kia tới gần, trong miệng quần đang mới nhẹ nhàng ập ra một chữ phá oanh một đạo thần hồng bình bồng ngang trời và đến lập tức kịch liệt va chạm với một trường kia anh được vô tận tràn ngập vậy mà trực tiếp đốt một trường này thành hư vô hơn nữa thay đi không giảm bao phủ về phía hoàng giả dạ. giết nhãn quang của hoàng giả dạ kia lạnh thấu xương chỉ một chiêu hắn liền nhìn ra hoàng nhi xác thực là một hoàng giả dạ, nhưng mà cũng không quá đáng là hoàng giả dạ sơ kỳ vừa mới đột phá mà thôi tu vi thấp hơn hắn không ít chỉ là ngọn lửa trên người quần nàng quá cường đại ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ hoàng giả ngang trời đánh tới trận cường tràn gặp thiên địa đại thế phảng phất như có một loại lực lượng pháp tắc mờ mịt lấy hào quang huyền hoàng sắc mang theo một loại đại địa trầm trọng chém về phía hoàng nhi hoàng giả này tĩnh ngộ chính đặt thổ trì pháp tắc ra tay tầm đó trời đong đất đở tự như thần sơn pha chạm có một loại lực tượng đại địa trầm trọng cùng áp bách. Oanh! Hoàng nghi cũng động, quanh thân nàng tất cả đều là hỏa diễm xích sắc, tràn ngập ra ký tức nóng bỏng. Nhiều đoạn hỏa diễm phảng phất như hóa thành từng con hỏa điểu, hai mắt chất chứa sát khí vô tận, phù thiền cái địa đánh úp về phía hoàng giả này. Đây là hỏa chỉ pháp tắc, loại hỏa diễm sáng chói chói mắt này, trong xích sắc có chút kim sắc, cực kỳ tươi đẹp mà thánh khiết cùng trường ấn của hoàng giả chạm vào nhau. Vô số hỏa điều nổ tung, nhưng mà từng sợi hỏa diễm kia lại tràn ngập ra, thừa cơ bao phủ lên hoàng giả vào giữa. Thân hình của hoàng thiên y nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên, ánh mắt lạnh nhạt, lại có một tia lạnh ý cùng sát cơ. Cương, cương giả hoàng đạo này muốn giết cường từ nam, đã chọc giận tên nội tâm của nàng. Giờ phút này ra tay, liền công lưu tình chút nào. Đây là hỏa diễm gì? Hoàng giả kia vào trong một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi pháp lực toàn thân vàng bạc ngăn cản những hỏa diễm kia đan tràn nhưng mà hắn lại phát hiện những hỏa diễm này thậm chí ngay cả pháp lực cũng có thể thiêu đốt đối với cường giả hoàng đạo mà nói không chế pháp tắc trì lực hỏa diễm căn bản không có tác dụng gì nhưng mà hỏa diễm xích sắc trên người của hoàng nhi lại như giỏi trong xương căn bản không một cách nào loại trừ rầm rầm trên mặt hoàng giả tràn đầy vẻ ngưng trọng toàn thân hắn điều động huyền hoàng chi sắc thổ chi pháp tác tràn ngập ra từng đạo cơn sóng huyền ảo kích lên những hỏa diễm kia mới có thể chậm rãi phai mở nó nhưng dù như vậy hoàng giả này cũng cực kỳ chật vật toàn thân trái đen mà ở thời điểm này hoàng giả kia còn không có thở lấy hơi hoàng nghi cũng đã đánh tới mười ngón tay như ngọc hết sức nhỏ nhẹ nhàng kích thích dây đàn thiên địa từng đạo hòa diễm rung động, phẳng phất như tạo thành đạo đạo sóng âm đánh về phía hoàng giả này. Thần hồn công kích à? Hoàng giả biến sắc, thật không ngờ hoàng gì công kích quỷ dị như thế, hơn đỡ giống như cuồng phong bạo vũ, để cho hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Những ánh sáng hòa diễm này được một cỗ thiên địa đại thế tràn ngập, vô hình không màu, có một loại khí tức để cho hoàng giả cũng cảm nhận được nguyên thần run lên thiên đình đại khí công hoàng giả gào thét một tiếng pháp lực toàn thân bàng bạc hào quang vô tận tràn ngập từng đạo huyền hoàng chi khí tràn ngập ở quanh thân hắn hóa thành một huyền hoàng đỉnh ba chân hai tay hỗn quyền nhất khí tràn ngập một loại ý tứ ham xúc không thể nói âm bạc công kích ở trên huyền hoàng đỉnh phát ra khí tức vô cùng thành thúy dù dường dù huyền hoàng đỉnh không ngừng run rẩy nhưng cuối cùng vẫn chống được không có vỡ tan ra. Oanh! Vừa lúc đó, Hoàng Nhi ngang trời mà đến, tuyệt đi bồng bềnh, song trưởng tương giao, kết xuất một đạo ấn ký huyền ảo, trực tiếp vỗ vào trên huyền Hoàng Đình. Huyền Hoàng đỉnh râm râm đầu tung, trong ánh mắt của Hoàng giả, mang theo thần sắc, khó có thể tin, cấp tốc lùi về phía sau. Hắn từ trên người Hoàng Nhi cảm thấy được một loại tử vong uy hiếp. Hoàng giả cảm giác cực kỳ biệt quất, mình đừng đừng là hoàng giả trung kỳ cực giặt đến từ đại thế giới lại bị một hoàng giả sơ kỳ ở trong tiểu thế giới đánh cho chật vật đến như thế ngay cả thánh tử cùng mấy hoàng giả khác cũng cực kỳ khiếp sợ không biết nữ tử thần bí kia có lai lịch ra sao dĩ nhiên là nàng dịch tiền cười chứng kiến hoàng nhi khoe miệng lộ ra vẻ ý vị thâm trường phẳng phất như biết chút gì đó rồi mà giờ khác này trong một không gian ai cũng không có chứng kiến Trong mắt của Long Hoàng Sắp trời trên mặt đất vẻ mặt khó có thể tin Móng vuốt rùn rẩy chỉ vào Hoàng Nhi Hung hung hồ hồ Hoàng Thiên Y à Tên sư bà ngoại nhà nó trước Thật sự là lão tử mù mắt chó Tại sao lại không có nghĩ đến Dịch Hoàng Điều là Hoàng Thiên Y nhỉ Long Hoàng căn bản không ngờ tới Khương Tư Nam ở trong thập vạn Đại Sơn Gặp được tiểu hồng điều Hoàng Nhi Dĩ nhiên là Hoàng Thiên Y manh hắn hải cốt không còn Chỉ còn lại con nguyên thần thể Hoàng Thiên Y chính là Phượng Hoàng nhất tộc Hơn được có thể nói là hoàng tộc trong Phượng Hoàng nhất tộc Ở trong toàn bộ trần cường giới Là một con Phượng Hoàng cuối cùng Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng nết bàn thiên kinh Chính là thần thông vô thượng Cũng là bồn mạng thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc Trước kia sở dĩ Hoàng Thiên Y biến thành xích hoàng điệu Chỉ sợ là bởi vì biến cố gì đó mới không thể không điếc bàn. Long Hoàng nghĩ lại, cũng đoán ra 89 phần 10 câu chuyện bên trong đó. <laughs> không biết sau khi Khương tiểu tử tỉnh dậy, phát hiện Hoàng Thiên Y mà hắn một mực muốn tìm là Hoàng Nhi sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Long Hoàng phụ đầu của mình, nhếch miệng lộ ra một dáng tươi cười, nhìn có chút hà hê. Ông! Tiền bà kiếp hạo quang biến ảo, coi đen lượn lờ, có một loại hào quang ma tính. Không biết vì sao, thời điểm thánh tử nhìn về phía Khương Tư Nam ở trong thiên ba kiếp, trong lòng có một loại cảm giác nồn nóng không rõ. Không thể chờ đợi thêm được nữa, đối phó với nữ tử này ta cũng chỉ có thể là thủ tội hoa. Ánh mắt của thánh tử lóe lên, lộ ra một tia sát cơ khủng bố. Oanh! Thánh tử ngang trời mà đến, tình phần kiếm trong tay tàn mát ra hào quang khủng bố, chém về phía Hoàng Thiên Y một kiếm, tựa như là một đạo thiên hà mênh mông cuồn cuộn. Hoàng Thiên Y hình như có nhận thấy, ngón tay ngọc bắn ra mười đạo thần hồn sáng chói, phát tác hỏa diễm khủng bố, tràn đầy khí tức thiêu đốt cùng phá diệt va chạm với thánh tử, phát ra thạnh âm rầm 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 ngợp trời, thần quang vô tận nổ tung. Mà vừa lúc này, ánh mắt của hoàng giả cũng lóe lên, trong tay xuất hiện một tiểu tình huyền hoàng sắc. Phong cách cổ xưa mà huyền ảo, quay tròn nghênh không thăng vọt, biến thành trên trăm trượng, tự nhiên là một thần sơn trấn áp về phía Hoàng Thiên Y. Hèn hạ vô sỉ. Người một vương đại la thiên tâm như dịch phi, lòng gừng tuyết, lòng thù nguyệt, mặt lộ vẻ giận dữ, nhào nhào quát mắng. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phó với Hoàng Thiên Y, chẳng những xuất động một hoàng giả cường đại, ngay cả thánh tử cũng không muốn ra mặt đi đánh lén. Râm râm thân sắc của Hoàng Thiên Y cưng tụ, coi như là nàng cũng cảm nhận được một chút áp lực. Vừa rồi đang trải qua phượng hoàng Niết bàn đột phá đến hoàng giả cảnh, cảnh giới chưa ổn định, liền gặp phải hai người cường giả tập sát. Nhưng mà thân sắc của nàng không thay đổi, khuôn mặt tuyệt mỹ như trước, bác phụ ở trong xa mỏng cùng tiên phụ. Theo quanh thân nàng nổi lên xích sắc trung động, nhiều đoá hỏa diễm tạo ra ở trong hư không, tràn ngập quang mang kim sắc nhàn nhạt, hóa thành hư không kìm liên chặn sát và chi kiếm của thánh tử lại tinh vân kiếm cùng thiên tinh tạo y chính là một bộ linh khí linh khí hoàng đạo đỉnh cấp còn như trước kia nhận lên một ít trọng thương nhưng mà hôm nay ở trong tay của thánh tử cũng phát huy ra uy lực khủng bố tinh quang vô cùng vô tận từ trên trời rơi xuống ở trong tinh vân kiếm khí mịt mờ hóa thành kiếm quang khủng bố phóng tới bon bon tiếng kim thiết giao kích vang lịch hỏa tinh bắn rào bốn phía nhiều đoạn kim liên tựa như kim loại đúc thành cùng kiếm quang pha chạm vào lập tức lại hóa thành hỏa diễm kim sắc ngang trời mà đến nhưng mà tất cả đều bị tinh quang như nước chắn ở bên ngoài oanh huyền hoàng đỉnh của hoàng giả trung kỳ ngang trời đánh tới tràn gặp huyền hoàng nhị khí Con thổ trì pháp tắc tràn ngập muốn trấn áp hoàng thiên y ánh mắt của hoàng thiên y lóe lên thân hình tung hoành xê dịch ngọc trường keo lì vũ số tàn ảnh vỗ vào trên huyền hoàng đỉnh phát ra một tiếng nổ mạnh râm râm huyền hoàng đỉnh bị đập bay ra ngoài mà hoàng giả thì ánh mắt lạnh thấu xương thừa cờ đánh tới thì trên ra một loại thần thông thổ thổ tính khủng bố từng quyền oanh xuống như là từng viên tinh thần sáng chói ẩn chữ ý cảnh trầm trọng và cuồng bạo đoanh thần sắc của hoàng thiên y lại nghéo quanh thần đó đóa hoa sen kìm sắc thăng trời đầy đón va chạm với những tinh thần thần thai kia nhào nhào hóa thành hư vô đồng thời song trường của hoàng thiên y tương hợp một đạo lực lượng kỳ dị từ trong lòng bàn tay của nàng phun trào lóe ra lực lượng khủng bố trong hư không lập tức xuất hiện một hư ảnh hỏa phượng hoàng canh chìm sau lưng có chín màu sắc khác nhau sát cường ngập trời đôi con người huyết sắc cắt cao nhìn thẳng về phía hoàng giả trung kỳ kia Hoàng gia trung kỳ biến sắc Ngay cả sắc mặt của thánh tử cũng ngưng trọng Thật không ngờ Hoàng thiên y lại triệu hồi Trong một tiết tàn hồn của phượng hoàng thủy tổ Không cần suy nghĩ Thân hình ở trong hư không vội lùi ra Oanh Hoàng gia trung kỳ đang ở phía trước hoàng thiên y Ở đầu lẫn được Lập tức bị hỏa phượng hoàng đánh giết đến Toàn thân bao phủ một tầng hỏa diễm khủng bố Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến Cực kỳ thê lương cùng khủng bố nghiệt xúc Thánh tử gào thét một tiếng trong tay xuất hiện một bình ngọc màu ngả sữa bay ra một tia chất lỏng màu đen lập tức tưới vào trên người vương giả trung kỳ tiếng rầm rầm vang lên những phượng hoàng chân hỏa không cách nào dập tắt kia vậy mà lập tức liền bị diệt dĩ nhiên là tiên thiên nhâm thủy ánh mắt của hoàng thiên y ngừng tụ công cờ tới thánh tử lại có khí bảo như thế cứu được hoàng giả trung kỳ kia một mạng nhưng dù là như thế, giờ phút này hoàng giả trung kỳ cũng bị đốt trọng thương, huyết nhục toàn thần cháy đen, hơn được có pháp tắc hỏa diễm bám vào trên người của hắn. Trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào khôi phục được. Răng rắc. Mà vừa lúc này, một tiếng thanh thúy truyền đến. Hoàng giả trung kỳ quay đầu nhìn, phát hiện huyền hoàng đỉnh của mình bị thần hoa ôm gặm. Ba chân hai tay đã bị gặm rớt đi rồi. Phụ văn trên đỉnh ảm đạm xuống, kiện linh khí hoàng đạo cường đại lại nhìn đậu hũ bị thần hòa nuốt vào lão già hòa còn có thêm không thần hòa nấc ở một cái ở trong hư không khiêng phần còn lại cô huyền hoàng định phảng vân như khiêng một cái sắc chùa đen liếc mắt hỏi hoàng giả trung kỳ kia à tự chết ta mất rồi hoàng giả trung kỳ ở dưới lửa giận công tâm tăng thêm bổn mạng trí bảo bị hủy nhận lấy cắn trả lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi khí thức càng thêm uể oải. Các người đều phải chết, đều phải chết đi. Hoàng giả trung kỳ tóc tai bổ rủ, trong ánh mắt sát cơ bốn phía, vô cùng khủng bố. Hắn ngửa mặt lên trời cao thét, bỗng nhiên tầm đó lấy ra một viên linh đan ném vào trong miệng. Có thể làm cho ta ăn thăng tiên giảm thọ đan, hào phí trầm làm thọ nguyên, đổi đến trên được hoàng giả đỉnh cấp một phút đồng hồ. Người cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Bật qua trước khi người chết, ta nhất định sẽ hào hào báo đãi người một lần. Hoàng giả Trung Kỳ là một thanh niên ánh mắt tà dị. Giờ phút này theo hắn nuốt vào thăng tiền giảm thọ đan. Ký thức toàn thân hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thăng vọt. Rất nhanh tiền tăng vọt gấp 10 lần. Ký thức hào hào đẳng đẳng bao phủ bốn phường tiền địa. Không xong rồi. Thì ra là thăng tiên giảm thọ đan. Nữ tử kia gặp nguy rồi. Kim Bình đang đại chiến với hai hoàng giả cũng thấy được một màn này ánh mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng hắn biết rõ thằng tiền giảm thọ đan này chính là thiêu đốt thọ nguyên của bản thân đạt được lực công kích cường đại hơn được cắn trả cũng rất lớn được hiệu quả đi nhẹ nhàng thì giảm một tiểu cảnh giới nặng thì trực tiếp ngã xuống hoang dã cực kỳ bá đạo nhưng mà dựa vào loại linh đan này đạt được chiến lực cũng khủng bố tùy chiến lực của hoàng thiên y bất phàm nhưng mà hôm nay vẫn cực kỳ nguy cấp. Oanh! Trong ánh mắt của hoàng giả trung kỳ lộ ra một tia dâm tà, để cho ánh mắt của hoàng thiên y lộ ra một tia băng lãnh. Oanh! Hôm nay khí thức của hoàng thiên y cùng hoàng giả trung kỳ hào hào đáng đáng áp bách hư không bốn phương để cho sắc mặt của tất cả phương giả tái nhợt. Hắn điều động thổ trì pháp tắc, phảng phất như cả người hóa thành một thái cổ thần nhạc, một quyền oanh về phía hoàng thiên y một quyền đánh nhanh đến cực hạn để cho hư không màng lớn màng lớn vỡ tan thần sắc của hoàng thiên y ngưng tụ quanh thần xuất hiện liền hòa xích kim vô tận tràn ngập ở giữa thiên địa hơn nữa hoàng thiên y cũng ấn trong một trường coi như là hoàng thiên y biết rõ một quyền này thế không thể đỡ không phải mình có thể ngăn lại nhưng mà khương tư nam ngay ở sau lưng nàng không thể lui được oanh Quyền cưng khủng bố tựa như thiên địa Tại thế nghiền ép Lập tức tiền phai mở tất cả Liên hòa xích kịp Hơn nữa phá vỡ trường ấn của Hoàng Thiên Y Một vòng huyết quang hiện ra Hoàng Thiên Y phun ra một ngụm máu tươi Sang người tuyệt đại tào nhã Bày tứ tung ra bên ngoài Ánh mắt của Hoàng giả kia yêu dị Khí tức toàn thân khủng bố ngập trời Thân quang tung hoành tràn ngập Có một loại khí thế muốn phá tàn thiên địa Giờ phút này càng người hắn phản vất như hóa thân thành ma thần muốn tàn sát với thiên địa này. Dĩ nhiên là phượng hoàng nhất tộc không ngờ tới trí tôn thần thú thời kỳ thượng cổ vậy mà sẽ xuất hiện ở một trận cường giới nho nhỏ. Còn như ta hào phí trăm năm thọ nguyên chỉ cần có thể đạt được ngươi cũng đáng giá rồi. Hoàng giả ánh mắt yêu dị giờ phút này cũng nhận ra bản thể của hoàng thiên y ánh mắt sáng ngời lộ ra thần sắc vô cùng đóng vòng cùng tham lam thời kỳ thượng cổ thần thú tung hoành man hoang hủy thiên diệt địa làm chốt để một kỷ nguyên mà ở trong rất nhiều thần thú có thập đại chủng tộc chính là thần thú mạnh nhất chư thiên đường xưng là thái cổ thập thánh thập đại chế tồn thần thú mà phương hoàng nhất tộc điền xếp vị trí thứ nhất hôm nay thần thú đã rất khó nhìn thấy lại càng không cần phải nói thái cổ thập thánh rồi nếu có thể bắt được hoàng thiên y giá trị khó có thể đánh giá Đến lúc đó, đừng nói tổn thất trăm năm thọ nguyên. Coi như là tu vi càng tiến thêm một bước, đột phá trí tôn cảnh cũng không phải đã không được. Dĩ nhiên là phượng hoàng nhất tộc, yêu ngôn linh hoàng, bắt sống lấy nàng ta. Trong nội tâm của thánh tử cũng chấn động, ra lệnh với hoàng giả yêu dị kia. Trong ánh mắt của yêu ngôn linh hoàng, lóe lên hung quang, bật quang nghĩ tới thận phận đặc thù của thánh tử, hắn vẫn khom gửi đáp. Vâng, oanh! thiên địa đại thế khủng bố tràn ngập ra yêu ngôn linh hoàng tĩnh ngộ thổ chi pháp tắc được công kích vô cùng cường đại một trường của hắn ngang trời mà đến tự như một tòa ngũ chỉ sơn bắn ra năm đạo hào quang huyền hoàng bao phủ về phía hoàng thiên y tỏa hạ theo yêu ngôn linh hoàng đạm mạc học trong một chữ quang mang huyền hoàng sắc xung quanh hoàng thiên y như đạo đạo trật tự thần liên hư không ngừng tụ bốn phương muốn quá nàng tha ở chính giữa. Đã biết Hoàng Thiên Y chính là phượng hoàng nhất tộc, yêu ngôn đình hoàng dĩ nhiên là muốn bắt giữ. Đã uống thằng tiên giảm thọ đan, tu vi của yêu ngôn đình hoàng tăng vọt, đã đến hoàng giả đỉnh cấp, vượt ra Hoàng Thiên Y. Còn nhiều Hoàng Thiên Y là phượng hoàng nhất tộc, nhưng mà hôm nay bất quá vừa mới đột phá đến hoàng giả sơ kỳ, tự nhiên không phải đối thủ của yêu ngôn linh hoàng rồi. Phá cho ta! thân xác của Hoàng Thiên Y rất lạnh, áo trắng như là tuyết, dù toàn thân bao phủ hỏa diễm kìm sắc đốt cháy thiên địa, nhưng mà loại lạnh ý phát ra từ trong thực chất kia vẫn để cho trong lòng mọi người khẽ run lên. Một con lực lượng thần bí mà cổ xưa từ trên người của Hoàng Thiên Y bộc phát ra, phảng phất như cây ra lực lượng cấm kỵ nào đó, đạo đạo hỏa diễm thần quang rực sắc bắn về phía tứ phương, lập tức phá tan lao tù đánh về phía yêu ngôn linh hoàng cùng thánh tử. Chỉ nghe sừ sừ mấy tiếng, đạo đạo hòa diễm hội tụ ở trên không trung, diễn biến thành thần kiếm phong mang, nóc vòng chói mắt. Tốc độ của Hoàng Thiên Y nhanh đến cực hạn, anh đỡ vô tận phủ thiền cái địa phủ xuống. Đúng là không biết sống chết. Yêu ngôn linh hoàng biến rắc, tại công ngờ Hoàng Thiên Y thi triển ra lực lượng cấm kỵ nào đó, lại để cho hắn cũng cảm giác được có chút áp lực những thần kiếm hỏa diễm kia tốc độ nhanh đến cực hạn trong khoảnh khắc đã đến trước mặt hai người oanh thiên tinh đạo y trên người thánh tử hào quang đại tác vô số ánh sao gần sắc lấp lánh đan thành kết giới phòng ngự cường đại nhưng mà những thần kiếm hỏa diễm kia quá cường đại kim quang khủng bố bộc phát ra coi như là có thiên tinh đạo y bảo hộ nhưng vẫn nhận lấy chấn động thật lớn họ ra máu lui về phía sau trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà yêu ngôn linh hoàng thì nâng song trưởng lên, huyền hoàng chi khí tràn ngập, thổ chi pháp tắc diễn biến, trách từng tòa thần nhạc khổng lồ, va chạm với tất cả kiếm quang, đồng thời quy về hư vô. Giết! Nhãn quang của yêu ngôn linh hoàng lạnh thấu xương, công kích mềm mồng vô tận, ẩn chứa sát cờ tuyệt thế, trầm trọng mà bàng bạc. Ở trong hào quang sáng chói, hoàng thiên đi bị đánh bay đi, trên váy trắng như tuyết tràn đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt của Hoàng Thiên Y rất yếu ớt, khóe miệng để lại một vệt máu, nhưng mà ánh mắt của nàng lạnh lùng như trước, coi như là nhận đấy trọng thương, vẫn gắt gao chắn ở trước mặt Khương Tương Nam. Nàng quay đầu lại nhìn Khương Tương Nam, trong con người tuyệt mỹ lộ ra một tia ôn nhu cực kỳ kinh diễm. Muốn giết hắn, trước hết phải giết ta. Thanh âm của Hoàng Thiên Y rất nhạt, có một loại quyết tuyệt làm cho lòng người ta chấn động. Đoanh! Trên người của Hoàng Thiên Y truyền ra, thành ngầm sông lớn mãnh liệt. Ngày sau đó huyết sắc vô tận phóng lên trời. Càng người của nàng phảng phất như bốc cháy lên. Huyết khí bàng bạc bay thẳng thương khung. Một loại lực lượng cuồng bạo mà thần bí bắt đầu thức tỉnh. Xíu xíu! Từng tiếng phượng minh vang lên. Ở trong ngọn lửa nóng bỏng hoa mỹ, Hoàng Thiên Y sông lên trời. Quanh thần khí huyết vô tận bốc lên diễn biến thành một cây cổ thụ xích kim sáng chói vô cùng. Cổ thụ quan thông thiên địa, có một loại sức mạnh to lớn thần bí, lượn lờ lấy sức hạ vô tận. Ngọn cây nhìn là khung che, từ phía trên nổ bắn ra thần quang vô cùng vô tận. Vậy mà thần hóa ngô đồng thần thụ, người vị tiểu tử nhân tộc kia chẳng lẽ lại, lại muốn chết sao? Trong miệng của yêu ngôn linh hoàng, thốt ra thanh âm hồn hển hắn lập tức tiền nhận ra xích kim cổ thụ kia là ngô đồng thần thụ của phượng hoàng nhất tộc hoàng thiên y dùng huyết mạch bản thân cưỡng ép kích phát đổi đến lực công kích khủng bố coi như là yêu ngôn linh hoàng cũng sắc mặt tại biến loại lực lượng này quá kinh khủng chỉ là biên giới chấn động liên để cho dịch thiên cơ ngũ đạo tông còn có mấy cường giả hoàng đạo cảm thấy nguyên thần run rẩy thần sắc kinh hãi lại càng không cần phải nói yêu ngôn linh hoàng ở trung tâm kia rồi. Giờ phút này hắn nào còn lo lắng muốn bắt giữ Hoàng Thiên Y. Tiếp tục như vậy, chính hắn cũng phải chết. Râm râm. Khi thế toàn thân yêu ngôn linh hoàng bộc phát ra, hào quang huyền hoàng sông đầy thiên địa, càng gây hắn phảng phất như hóa thành thái cổ thần sơn, khống chế thổ trì pháp tắc của thiên địa, thì triển thần thông che trời ngăn địa, pháp lực khí huyết cũng thiểu đốt lên. Ngộ đồng thần thụ phát ra thần quang quá kinh khủng Có mặt khắp nơi Chiếu sang cả phiến thiên địa Để cho mặt trời cũng mất đi hào quang Oanh Một tiếng nổ mạnh khủng bố truyền đến phảng phất như mặt trời đổ tung Thường không bị tạc ra vô số lỗ thủng Thần quang vô cùng vô tận Che đậy cả phiến hư không này Trên không trung Có hai đạo huyết quang đột nhiên hiện ra Mà giờ khắc này Cường từ nam bị thiên ma kiếp Màu đen bao phủ Phẳng phất chỉ trải qua luân hồi muôn đời tuế nguyệt từ trong huyễn cảnh mở hai mắt ra đó là một đôi con người sáng chói tang thương cử trí và thần bí Phẳng phất như xem thấu thiên địa phạn vật sinh đình muôn màu cái này là vương thiên cảnh sao khương tư nam thì thảo tự nói cảm thụ được lực lượng toàn thân mênh mông như biển Phẳng phất như giờ tánh nhắc chân tầm đó có thể phát diệt thiên địa quyền diệt thương khung hôm nay lực lượng của hắn so với thời điểm nửa bước vương giả đâu chỉ cường đại hơn gấp trăm lần quanh thân bởi hai vạn chín nghìn sáu trăm không gian huyệt khiếu được mở mang tự như thần giường kim sắc tràn ngập ra sức mạnh to lớn mênh mông tạo hóa thể rốt cuộc đạt đến viên mãn quanh thân tinh khiết bất nhiễm bảo quang lóng lánh mà với lúc này hắc quang trên người khương tư nam chậm rãi tiêu tán thời điểm hắn nhìn ra tràng cảnh bên ngoài trong ánh mắt đột nhiên đổ bắn ra sát cơ khủng bố. Rầm rầm. Tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng thương khung, thần quang vô tận tạc toái, biến ảo ra từng mảnh quang vũ. Lúc này đây va chạm quá thảm thiết. Hoàng Thiên Y dùng bí thuật thần hóa ngô đồng, bộc phát ra lực công kích khủng bố, tự những ngô đồng thần thụ lại hiện ra trên thế gian. Yêu ngôn linh hoàng vỡ vụn nửa người, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hại không hiểu, kêu thảm thiết liên tục từ trong thần quang bay ra khí tức vô cùng uể oải mà thân ảnh phong hoa tuyệt đại của hoàng thiên y cũng từ trong trung tâm pha chạm bay ra trên váy tuyết trắng tràn đầy máu tươi nhìn thấy mặt giật mình sắc mặt của nàng tái nhợt thương thế rất nặng nhưng mà trong ánh mắt lại có thần sắc nhẹ nhõm sa mỏng trên mặt của nàng tróc ra lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ đẹp đến đầu cho người ta hít thở không thông giờ khác này thiên địa thất sắc phảng phất như cửu thiên tiên tử hàng lâm phàm trần có một loại cảm giác không chân thực oanh giờ phút này hoàng thiên y bị thương rất nặng nhưng mà nàng cũng không có từ trong hư không ngã rơi xuống mà rơi vào trong một lồng cực rất ôn hòa nhà đầu ngốc sao phải dốc sức liều mạng như thế một tiếng thở dài xen lẫn sùng nịnh vang lên ở bên tai của nàng toàn thân của hoàng thiên y kéo căng đột nhiên xoay đầu lại khuôn mặt thanh tú của Khương Tư Nam đập vào mi mắt, trong con gây sáng ngời mang theo vẻ thương tiếc thật sâu. Trên mặt của Hoàng Thiên Y hiện ra một tia đỏ ửng kinh động tầm phách. Chứng kiến Khương Tư Nam đã vượt qua tầm mà kiếp, toàn thân của làng liền dễ dàng xuống rồi. Nhìn Khương Tư Nam lộ ra dáng tươi cười sáng ngời mà hoa mỹ, hai mắt nặng nề đóng lại. Oanh! Pháp lực toàn thân của Khương Tư Nam bàng bạc như không cần tiền tràn vào trên người của Hoàng Thiên Y. Hơn nữa Khương Tư Nam từ trong Hoàng Kim Đại Điện lấy ra mấy viên Hoàng Đạo Linh Đan vầng sáng sáng chói, tất cả đều cho Hoàng Thiên Y phục dụng. Thấy khí tức trên thân của nàng dần dần vững vàng, lúc này trái tim to lắng của Khương Tư Nam mới theo thời gian dần trôi qua để xuống dưới. Ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Vì sao ta không có nghĩ tới nhỉ? Hoàng Nhi Hoàng Thiên Y, vì sao người không chịu đói cho ta biết chứ? Khương Tư Nam ôn nhu ôm Hoàng Thiên Y, trong miệng phát ra thanh âm giống như thở dài và cảm khái. Cuối cùng con người của hắn nhìn quét bốn phía, rơi vào trên người thánh tử cùng yêu ngôn linh hoàng, lập tức trở nên đợi hại. Người thủ hộ ta, thậm chí không tiếc tánh mạng bản thân, vì sao người lại ngốc như vậy? Người thương tổn ngươi, tạm một người cũng sẽ không bỏ qua. Khương Tư Nam lầm bầm lầu bầu, thanh âm lạnh nhạt mà mờ ảo, nhưng lại tán bát ra một loại khí tức rét lạnh như băng. Thỏ ra thần oa chiếu cố tốt cho nàng, ta đi diệt bọn chúng. Khương Tư Nam thản nhiên nói, nhẹ nhàng buông thân thể Hoàng Thiên Y. Thần oa cùng thỏ ra đều nhẹ gật đầu, thủ hộ ở bên cạnh Hoàng Thiên Y. Thần niệm của Khương Tư Nam khẽ động, một đại trận phòng ngự vô cùng cường đại xuất hiện ở chung quanh Hoàng Thiên Y, một mực bảo hộ cho nàng. Khương Tư Nam, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đột phá đến vương thiên cảnh có thể hùng hằng can quấy ở trước mặt ta sao? vương giả sơ kỳ với ta mà nói bất quá chỉ là con sâu cái kiến thanh âm của thánh tử rất lạnh sắc mặt có chút khó coi vừa rồi hoàng thiên y bộc phát lực lượng khủng bố nếu không phải hắn trốn nhanh hơn trận đại bộ phận lực lượng đều bắn về phía yêu ngôn linh hoàng chỉ sợ giờ phút này hắn cũng không tốt hơn yêu ngôn linh hoàng bao nhiêu Cường Tư Nam nhàn nhạt, 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 nhìn hắn một cái, ánh mắt lại chuyển rời, phảng phân như bỏ qua, để cho ánh mắt của thánh tử lập tức lại thêm vài phần. Đoanh! Cường Tư Nam lăng không mà đi, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc nhanh đến cực hạn, lập tức đến trước người yêu ngôn linh hoàng, một quyền oanh ra ngoài. Quyền cường mênh mông, kinh thiền động địa, tự nhiên phong bạo kim sắc, mang tất cả tứ phương, ẩn chứa lực lượng tàn vỡ khủng bố thần sắc của yêu ngôn linh hoàng đại biến giờ phút này bản thân hắn bị trọng thương hơn nữa dược hiệu của thằng tiên giảm thọ đan dường như đã qua rồi một quyền này bao phủ hư không từ điều hỗn độn thế giới mang đến cho hắn một cỗ tử phòng uy hiếp bọn chuột nhắt người dám à yêu ngôn linh hoàng kinh sợ thân hình bạo lui đồng thời dẫn động thổ trì pháp tắc huyễn hóa ra một thần sơn mênh mông trấn áp về phía khương tư nam râm râm thần sơn run rẩy kịch liệt ở dưới một quyền khủng bố của khương tư nam lập tức nát bấy thần quang vô tận nổ bắn ra khương tư nam từ trong quang vụ xông ra tạo hóa thần quyền tràn ngập ra từng đạo hỗn độn khí lưu Nhánh mắt đã đến trước người yêu đình ngôn hoàng sau đó đi ngang mà qua khương tư nam xem cũng không có xem yêu ngôn linh hoàng cất bước ở trong hư không thần sắc lạnh nhạt tóc đèn tung bay Toàn thân kim quang sáng chói, tượng như một tuyệt thế chiến thần bước về phía thánh tử. Sau lưng, toàn thân của Yêu Ngôn Linh Hoàng râm râm bạo toái, hóa thành huyết vụ triệt để hồn phi phách tán. Cái gì? Tất cả mọi người bị một màn này dọa cho khiếp sợ đến tột đỉnh. Vừa đột phá vương giả sơ kỳ, liền có thể đô hoang, hắn là làm sao mà làm được? Còn như bản thân của Yêu Ngôn Linh Hoàng bị trọng thương, nhưng mà ít nhất cũng có chiến lược hoang dã sơ kỳ, lại không chịu được một kích. Tất cả mọi người như hóa đá, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Khương từ Nam, cường thế vượt qua tham cửu thiền kiếp, thành tiểu vương thiên cảnh thời điểm vừa mới đột phá, một quyền tuổi giết yêu ngôn linh hoàng, kéo giải qua một đại cảnh giới, nộ mà đồ hoang, cái này là tư chất yêu nghiệt bực nào mới có thể làm được. Mọi người có có thể tưởng tượng? hôm nay đến cùng khương tư nam đã cường đại đến loại tình trạng nào tám linh hoàng cũng đều ngừng lại trong ánh mắt nổ bắn ra sát cơ khủng bố cửu linh hoàng đồng thời kiên chi nhưng bà yêu ngôn linh hoàng lại bị khương tư nam một quyền gạt bỏ canh này để cho bọn hắn vừa sợ vừa giận đồng thời đối với nhân vật như con sâu cái kiến kia cũng bắt đầu coi trọng thánh tử quay lại đây chiến một trận nào khương tư nam lăng không và đứng tự như là một chân long lượn lờ lấy hào quang kim sắc khí thức ngập trời ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thánh tử quát một tiếng hắn hôm nay vượt qua tam cửu thiền kiếp thành tựu tạo hóa thể viên mãn mở ra mười hai vạn chín nghìn sáu trăm không gian huyệt khiếu chủ thiền nhất thể cường thịnh đến cực hạn chiến ý bốc lên mây xanh sau khi khương tư nam thức tỉnh trong nháy mắt nhìn thấy hoàng thiên y thất thần Long Hoàng cũng đã nói cho hắn tiền căn hậu quả của sự tình, để cho trong lòng của hắn sát cơ sôi trào. Lòng con nghịch lân, sơ vào tất nổ, như vậy Hoàng Thiên Y chính là nghịch lân của hắn. Hoàng Thiên Y trọng thương, chỉ để kích phát sát cơ trong lòng của hắn rồi. Hôm nay, tuy yêu ngôn linh hoàng đã chết, bị tạo hóa thần quyền đỉnh phong của hắn đuổi giết, nhưng mà thánh tử vẫn còn sống, Khương từ Nam cần phát tiết căm giận ngút trời trong lòng của mình thần sắc của thánh tử rất khó coi không ngờ tới cương tư nam dám quát lớn với hắn như thế đồng thời hắn cũng khiếp sợ chiến lực của cương tư nam một quyền đổi giết yêu ngôn linh hoàng còn chỉ là hắn cũng khó có thể làm được bất quá đến lúc này hắn ở đâu có đạo lý lùi bước trong ánh mắt của thánh tử lóe lên sát ý âm thanh lạnh lùng nói Cương tư nam người đã muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi bớt nói nhảm đi chiến nào Khương Tử Nam quát lớn một tiếng, tân hình tung lên trời, pháp lực kiểm sắc vô tận, nghịch thiên bùng phát. Theo một quyền của Khương Tử Nam ấn xuống, một thế giới quyền cương mênh mông tràn ngập ra, quyền ý sôi trào, hỗn độn khí lượn lờ, nhanh chóng nghiền ép đến, tạo hóa thân quyền. Đây là một quyền đỉnh phong, chính là Khương Tử Nam tìm hiểu ngàn vạn loại thần thông, tìm hiểu rất thần thông cường đại. Nguyên đại vẫn chỉ là hình thức ban đầu, Hôm nay sau khi đột phá đến vương thiên cảnh, rốt cuộc hào hạo đã đãng xuất hiện ở giữa thiên địa, thê phải Trân giết hết thảy địch nhân. Thanh thử biến sắc, ở trong bột quyền này, hắn cảm nhận được một cỗ thiên địa đại thế có có thể ngăn cản. Hoàng đạo chi khí mênh mông trên người của hắn tràn ngập ra, tình vần kiếm chém ra một mảnh kiếm khí trường hà, dễ kìm chi khí tràn ngập thiên địa, tan vào cỗ hành chi khí, lặng lệ, ác liệt vô cùng. Dâm dâm tuy thánh tử còn không có hoàn toàn trở thành cường gia hoàng đạo nhưng mà bột kiếm này đã có hình thức ban đầu của pháp tắc ngũ hành pháp tắc hội tụ tương sinh tương khắc vô cùng cường đại ảnh hưởng tới một phiến thiên địa đại thế nhưng mà tạo hóa thần quyền quá cường đại tự như là một mảnh thần sơn từ thái cổ thời không đáp xuống hạo hạo đãng đãng đạo đạo hỗn độn khí lưu phai mở kiếm khí quyền cường to lớn đâm vào trên thân tình phần kiếm truyền đến một tiếng trầm đục. Thánh tử cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn, khó có thể ngăn cản, đánh úp lại, cả người bay ra ngoài mấy trăm trượng. Còn Khương Tư Nam ở đối diện thì không chút sức mẻ, chỉ một quyền thôi, liền oanh đuôi thánh tử rồi. Làm sao hắn có thể mạnh như thế chứ? Thần sắc của thánh tử biến ảo. Hôm nay, hắn đối mặt với Khương Tư Nam, tựa như là một thái cổ chân long lực lượng toàn thân so với trước đâu chỉ cường đại gấp trăm lần chỉ cần là lực lượng khí huyết trùng tiên, liên để cho hư không chung quanh run rẩy kịch liệt coi như là ngươi cường thịnh trở lại hôm nay ta cũng phải diệt ngươi vô cực kiếm điển vạn kiếm quy tông diệt thanh tử quát to một tiếng kiếm khí vô tận tràn ngập ra từng đã xuất hiện ở trong hư không thần quang lập lòe ở giữa thiên địa lập tức xuất hiện vô số thần kiếm rậm rạp trăng chịt cấp tốc phóng về phía Khương Tư từ Nam. Từng đạo thần kiếm kia đều có lực xuyên thấu vô tận, coi như là linh khí phương phẩm cũng có thể một kích phá toái. Cái này chính là thần thông cường đại nhất mà thánh tử tu luyện khủng bố tuyệt luân. Hoàng kim thần kiếm, thiên cương kiếm trận. Khương Tư Nam lạnh nhạt phun ra một câu, quanh thân tràn ngập hoàng kim chi khí, mà về giáo truyền hoàng kim thần kiếm lập tức ngưng tụ thành hình, biến ảo thành một mảnh kiếm trận to lớn phát sinh va chạm khủng bố với phản kiếm quy tâm của thánh tử kiếm quang vô tận bị phai mở nhưng mà 36 chuôi hoàng kim thần kiếm không chút sức diễn biến thành thiên cương kiếm vực giết con mắt của khương tư nam bùng lên ánh sáng mang theo thần kiếm chi uy từ trên trời rơi xuống kịch liệt công phạt về phía thánh tử khí thế cả người như cầu phồng kiếm quang cuồn cuộn như mưa một loại khí thức diệt sạch hết thảy vô sinh công phạt thánh pháp thanh tử qua to một tiếng cả người phảng phất như hóa thành thân một thanh long hung kiếm ngập trời sau đó sát khí tràn ngập ra sát cơ lạnh thống xương thi triển vô sinh công phạt thánh pháp chiều chiều sát cơ va chạm với khương tử nam râm râm thần quang phù tận thung hoành thiên địa mỗi một lần hai người va chạm đều giống như thần sơn đổ tung vang vọng thiên địa vô số kiếm quang như đã thiên hà cuồn cuộn ngũ hành thánh sơn sớm đã triệt để tàn vỡ bây giờ hóa thành một đống bừa bộn không hồ đã thiếu chủ vừa đột phá đến vương giả sơ kỳ liên tìm hiểu đến đệ tứ trọng mà về sau thành hoàng kim thân kiếm uy được đủ sức để sát hoàng trong ánh mắt của kim bình cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục nói trong lúc bất trị bất giác mọi người đều ngưng chiến đấu tất cả đều bị khương tư nam cùng thánh tử đại chiến khủng bố hấp dẫn đây là hai đại tuyệt thế thiên tài quyết đấu ở trong lúc khương tư nam cùng thánh tử công phạt tất cả thiên tài của trần cường giới ở trước mặt bọn họ đều ảm đạm thất sắc chiến lược của hai người bọn họ khủng bố thậm chí đã vượt qua cường giả thế hệ trước nhất là khương tư nam dùng phương thiên cảnh sơ kỳ đổ sát cường giả hoàng đạo chấn kinh tất cả mọi người Đoanh! Hoàng Kim Thần Kiếm của Khương Tư Nam cùng vô sinh công phạt thánh pháp của thánh tử diệt có hòa giải. Kim Quang vô tận va chạm ở trong hư không nổ tung ra. Về trạng hư không thoáng hiện, kiếm khí để lại khe rãnh thật sâu ở trên cả một vùng đất này. Ngũ hành tuân hồi kiếm quyết. Nhãn quang của thánh tử lạnh thấu xương. Tình vận kiếm trong tay phân hóa thành cỗ sắc thần mang như nam đạo trật tự thần điên quấn quanh hư không mở bịt lấy pháp tắc thần lực ngang trời đánh tới trực tiếp nhảy vào trong ba mươi sáu đạo thiên cường thần kiếm thần tiêu trần lôi đạo khương từ nằm oanh ra một quyền lôi quang cuồn cuộn phảng phất như thái cổ lôi trì xuất hiện giữa thiên địa từ khí tung hoành ba vạn trượng lôi đạo pháp tắc tràn ngập nổ nát ngô hành kiếm quang bao phủ về phía thánh tử phảng phất như một mảnh thiên kiếp to lớn nhân tiên ấn thanh tử chắp tay hành lễ tiên quang vô tận tràn ngập hư không kim liền nở rộ giữa song trường của hắn phảng phất như mở ra một tiên môn khí thức thần bí mình mồng phát ra một đạo tiên quang hoa mỹ ngang trời đánh tới trực tiếp phá tan lôi kiếp uy lực khủng bố đến cực hạn tự nhiên là một nhân tiên hàng lầm thế gian đoanh ánh mắt của khương Từ nam lóe lên đồng thời ấn ra một trường khi tức hạo hảo, hảo đãng đãng tràn ngập thương khung hoạt diễm cửu sắc tràn ngập ở trong lòng bàn tay của hắn phần thiên bí thuật lập tức biến ảo thành lĩnh vực của hỏa diễm bao phủ nhân tiên ấn ở trong đó tiến hành luyện hóa hỏa diễm vô tận tràn ngập tự hồ như muốn đốt diệt thế gian pháp lực toàn thân của cường tư nam bình mông vô tận mặc dù chỉ là vương giả sơ kỳ nhưng mà pháp lực còn muốn tầm hậu hơn vương giả định cấp nhất là sau khi tạo hóa thể đạt tới viên mãn lực lượng thân thể cũng đột phá gông cụm xiềng xích đạt đến cấp độ tinh khí vương phẩm vạn pháp bất xâm nói cách khác chỉ cần khương Tương nam đứng ở nơi đó coi như đàn linh khí vương phẩm tập sát chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng có thể ngăn cản được đột phá lên vương giả uy lực khủng bố của hồng bồng tạo hóa kinh rốt cuộc bộc phát ra đối mặt với chuẩn hoàng giả như thánh tử hắn cũng có thể đường đường chính chính chiến vô trận mà không rơi vào trong thế hạ phong. Giết! Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng. Phần thiên bí thuật phá vỡ nhân tiền ấn. Pháp lực toàn thần hắn giống như thiểu đốt. Không gian huyệt khiếu quanh thân như từng thần đăng tàn mắt ra quang mang bầu vàng. Thần đăng tương liên tan vào từng đạo thần văn hoa mỹ. Cuối cùng hội tụ ở trên bàn tay Khương Tư Nam. Sau đó oanh trong một quyền. Oanh! Một quyền này ngang trời mà đến hóa thành một quyền cường khủng bố tuyệt luân lập tức liền tăng vọt hơn một ngàn trượng hỗn độn khí vô tận tràn ngập thần quang kim sắc thoáng hiện tốc độ nhanh đến cực hạn một quyền sinh thế giới thậm chí có thần thầm khủng bố tới như thế mắt linh hoàng còn lại kinh hồ một tiếng trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin không cách nào tưởng tượng cương tư nam tìm hiểu thần thông lại đến cảnh giới khủng bố tới như thế một quyền sinh thế giới đây là một loại cảnh giới đã chạm đến thiền nhân hợp nhất coi như là cường giả hoàng đạo cũng đau khổ truy tìm cảnh giới này chỉ cần đạt đến thiên nhân hợp nhất mới có thể thi triển ra thần thông khủng bố như thế một kiếm sinh thế giới một chỉ sinh thế giới thế giới đại biểu chính là một loại cảnh giới thiên nhân hợp nhất cực hạn bởi vậy thời điểm nhìn thấy tạo hóa thần quyền của khương tử nam có thể một quyền hóa thành hỗn độn thế giới, bắt linh hoàng mới sẽ khiếp sợ như thế. Tạo hóa thần quyền, diễn biến thần uy vô thượng, hóa thành một hỗn độn thế giới mênh mông, lập tức liền bao phủ thánh tử vào bên trong đó, thần quang sáng chói, lực lượng thiên địa nghiền ép muốn triệt để phai mở thánh tử. Rầm rầm. Thần quang tung hoành, trong hư không thần văn nổi lên rung động, hào quang nổ tung, cuối cùng thế giới quyền cương kia hòa hòa tàn vỡ. Một thân ảnh từ trong đó bay ra. Sắc mặt của thánh tử tái nhợt, trong ánh mắt phát ra sát cơ lạnh thấu xương, quần áo toàn thân nghiền nát, linh khí hoàng đạo thiên tinh đạo y cường đại. Sau khi liên tiếp trọng thương, rốt cuộc giải thể phá vỡ ra. Thanh tử cực kỳ chật vật, vừa rồi ở trong thế giới quyền cương, quyền mang vô tận gào thét, thiên địa đại thế nghiền ép, hắn cơ hồ đã đến biên giới sinh tử. Nếu không phải hắn không tiếc hào phí sinh mệnh bản nguyên thi triển cấm thuật, chỉ giờ giờ phút này đã bị Khương Tư Nam một quyền đuổi giết. Khương Tư Nam, ngươi để cho ta triệt để nổi giận rồi. Thanh ngầm của thánh tử tràn đầy sát cơ rét lạnh, trong ánh mắt hiện lên một tiếng hào quang huyết sắc, càng ngươi trở nên vô cùng yêu dị. Ngươi giận thì sao chứ, ta lại sợ ngươi quá cơ. Hôm nay, Người hắn phải chết không thể nghi ngờ Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh nhạt Trong ánh mắt đột nhiên bắn ra Một đạo thần quang sáng chói Ngang trời đánh tới Đi chết đi Trong miệng của thánh tử tốt ra Thanh âm rét lạnh Trong con người của hắn bắn ra Thần bằng huyết sắc sáng chói Ẩn chứa sát khí vô tận Nguyên thần bàng bạc biến ảo thành huyết liên Trấn áp về phía nguyên thần của Khương Tư Nam Cách gì? Nguyên thần linh khí huyết liên hoa Không đúng, đây không phải nguyên thần linh khí Đây là nguyên thần huyết liên Người là Dương nghiệt của huyết ma tộc à. Thành cầm chấn động của thị huyết vương truyền đến Trong ánh mắt hiện lên một đạo huyết quang khủng bố vô cùng Tỏa ra tứ phương khiến người ta rét lạnh Tất cả mọi người bị một màn trước mắt dọa sợ ngay cả người Ai cũng không nghĩ tới thánh tử lại tu luyện thần thông huyết ma tộc Nhưng mà cẩn thận quan sát Tất cả mọi người liền run rẩy đây đâu phải là thần thông huyết ma tộc cái này rõ ràng là nguyên thần của huyết ma tộc huyết ma tộc nhận được huyết ma tộc truyền thừa nhưng mà vẫn thuộc về nhân tộc chỉ tu luyện huyết liên kinh linh khí cùng nguyên thần tương tiên trở thành trí bảo công phạt nhất thể nhưng mà huyết ma tộc thì bất động nguyên thần của huyết ma tộc chính là hình thái huyết liên có thể thôn về huyết mạch cùng nguyên thần của chủng tộc khác cường đại bản thân chính là tồn tại vô cùng tà ác hôm nay nguyên thần của thánh tử lần đầu tiên bạo lộ ở trước mặt mọi người đó không phải nguyên thần linh khí mà là huyết liền nguyên thần chân chân chính chính điều này đại biểu thánh tử chính là người huyết mà tộc nghĩ đến đây ngoại trừ mấy người ngũ hành thánh tông đã sớm biết nhưng người khác bắt đầu run rẩy chẳng lẽ đại chiến thảm thiết ở một vạn năm trước lại muốn tái hiện rồi sao rầm rầm huyết liền nguyên thần long lánh sáng long lanh có một loại hào quang tà dị ẩn chứa pháp tắc trì lực cường đại bắn về phía mị tâm của khương tư nam đi chết đi cho ta ánh mắt của thánh tử vô cùng yêu dị cả người bao phủ ở trong một tầng hào quang huyết sắc Trên để lộ rát diện mục chân thật nguyên lai đường đường thánh tử của ngũ hành thánh tông dĩ nhiên là dương nghiệt của huyết ma tộc nhưng mà không thể phủ nhận loại huyết liên nguyên thần này rất mạnh chỉ cần cường giả bị huyết liên nguyên thần nhìn chăm chăm sẽ lập tức bị thôn vệ không còn một mảnh triệt để hóa thành dinh dưỡng của huyết ma tộc thánh tử đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ lực lượng thần thông của khương tư nam quá cương đại, coi như là hắn cũng không cách nào chống cự nhưng mà khương tư nam dù sao chỉ là phương giả sơ kỳ thanh tử liền chuẩn bị lợi dụng huyết liền nguyên thần trực tiếp cắn nuốt nguyên thần của khương tư nam từ đó triệt để giết chết khương tư nam Dư nghiệt huyết ma tộc sao thân sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng, Quen miệng lộ ra vẻ trào phúng. Thời điểm huyết liền nguyên thần sắp bay đến trên đỉnh đầu hắn, mi tâm của Khương Tư Nam đột nhiên bắn ra một đạo thần quang xích sắc sáng chói. Tuần Dương Ngọc Hoàng thần quang. Thần quang xích sắc phảng phất như bao phủ một thân ảnh khủng bố, bá tuyệt hoàn vũ, trấn áp trừ thiên, tiền quang vô tận lượn lờ. Hào quang đóng bỏng ẩn chứa sát cơ khủng bố lập tức liền chiếu xạ đến trên huyết liên nguyên thần, một đám nguyên thần chi hỏa rầm rầm thiêu đốt. Huyết liên nguyên thần lập tức am đạm xuống, huyết liên nguyên thần của thánh tử đụng phải trọng thương. Dĩ nhiên là thần thông công kích thần hồn, thế giới này không nên có thần thông cường đại tới như thế, Người rốt cuộc là người phương nào? Thánh tử kêu thảm một tiếng, trong miệng không ngừng ho ra máu, vội vàng gọi huyết liên nguyên thần trở về trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, Khương Tư Nam lại tu luyện thần thông khủng bố như thế. Tuần Dương Ngọc Hoàng thần quang chính là công pháp cường giả. Tuần Dương Ngọc Hoàng kinh thì hình thành bồn mạng thần thông vô cùng cường đại. Tương tác cùng cảnh giới bị thần quang soi chiếu, nguyên thần sẽ lập tức biến thành tro bụi. Dù cảnh giới của Khương Tư Nam mạnh như vậy, nhưng mà huyết liên nguyên thần chí âm chí tà, bị thuần dương ngọc hoàng thần quang trí dương trí cương khắc chế lập tức liền nhận lấy trọng thương ta là khương tư nam cũng là người sẽ giết người khương tư nam ngang trời bà đến ánh mắt lạnh thấu xương mà bị sáu thành hoàng kim thần kiếm quanh thần hắn phòng bàng vô tận lập tức biến thành một thanh cự kiếm ngợp trời lượn lờ lấy hào quang vô tận chém về phía thánh tử coi như không có thuần dương ngọc hoàng thần quang huyết liên quyền thần cũng đột phá không được hồng mông tạo hóa tháp nằm đó một tiên nguyên thần của huyết tổ đã bị hồng mông tạo hóa tháp luyện hóa cho nên ở trước mặt khương tư nam thánh tử bị ăn gắt gao giết thánh tử nghiến răng nghiến lợi ánh mắt tràn đầy sát cờ rét lạnh trong đội tâm kinh sợ này ra lần thứ nhất sinh ra tâm lý e ngại tâm tinh vô địch dao động thời điểm đối mặt với khương tư nam lập tức liền rơi vào thế hạ phong rầm rầm kim quang tung hoành tự như thiên hạ đảo ngược chém nát thần quang huyết vụ của thánh tử cùng thánh tử xảy ra va chạm kịch liệt ở trong thần quang mênh mông thánh tử không ngừng ho ra máu sắc mặt tái nhợt cực kỳ chật vật không xong rồi nhanh cứu thánh tử kia ánh mắt của bát đình hoàng còn lại đều lóe lên nhìn ra không ổn nếu tiếp tục như vậy thánh tử rất có thể sẽ bị cường tử nam chém chết cựu linh hoàng bọn hắn đến trần cường giới mục đích đúng là vì bảo hộ cho thánh tử một khi thánh tử bị giết, có thể tưởng tượng hậu quả của bọn hắn như thế nào. cho nên bát tinh hoàng đều thi triển ra thần thông to lớn, đánh giết về phía cường từ nam, ngăn bọn họ lại. kim minh cùng dịch thiên cơ đồng thời cao thét một tiếng, dùng kim minh tộc, hai vị lão tổ hoàng kim, dịch thiên cơ cùng hắc bóng nhân cầm đầu một đám vương giả sông lên trời, kết thành chiến trận cường đại, ngăn cản bát tinh hoàng muốn sáng tạo cơ hội cho cường từ nam chém giết thánh tử cút ngay cho ta thanh âm của bát linh hoàng cuồn cuộn như sấm gào thét một tiếng giờ phút này trong nội tâm của bát linh hoàng đều vô cùng gấp gáp làm sao có thời giờ dây dưa với những người này chỉ muốn giết khương Tư nam cho thống thống khoái khoái nhào nhào dùng phòng liều chết để muốn phá vỡ xu thế vây kín của mọi người tánh mạng của thánh tử nhất định phải bảo vệ bát linh hoàng chứng kiến thánh tử rơi vào thế hạ phong đều điên cuồng, tiết triển ra công kích vô cùng cường đại, muốn đột phá mọi người, kiềm bình vây công. Dâm dâm. Thần quang tung hoành, hoàng đạo pháp tắc tràn ngập ở trong hư không, có mây vương giả bất ngờ không đề phòng, lập tức bị bát linh hoàng đập thành huyết vụ. chủ tiên trận đổ bao phủ hư không, bốn chuôi cầu kiếm sát tứ phương, tàn ba trà sát khí vô tận, lập tức liền vây khốn hai cường giả hoàng đạo ở trong đó thân sắc của dịch thiên cường gừng trọng pháp được toàn thân thiêu đốt trong tay không ngừng kết ấn cùng tứ đại cự đầu trùng một chỗ dẫn động sát cơ tuyệt thế của trù tiền kiếm trận mặt các kim minh hai vị lão tổ hoàng kim tộc hắc bảo nhân thần bí khống chế mà tồn khối lỗi cũng ngăn cản lấy tinh hoàng còn lại song phương ở trong hư không bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt nhưng mà bát tinh hoàng là nhân vật cường đại cỡ nào hôm nay bắt linh hoàng một lòng muốn phá vòng vây nghĩ cách để cứu được thánh tử coi như là đám người kim minh cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn lại bọn chúng cuối cùng vẫn có hai cường giả hoàng đạo đánh giết về phía khương tử nam oanh thánh tử bị quyền cường của khương tử nam bao phủ việc khi trên người bị đánh tan càng gần như bị xét đánh rùn rẩy kịch liệt không ngừng ho ra máu mà khương tử nam lại càng đánh càng khăng nhãn quang như điện tung hoành hư không nhưng là một hình người chân long bộc phát ra lực lượng mênh mông vô tận triển khai tuyệt sát với thánh tử tiểu xúc sinh buông thánh tử ra cho ta hai hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng từ trời rơi xuống lòng bàn tay bắn ra đạo đạo thần sơn khủng bố thiên địa biến sắc gió nổi mây phun một cỗ sát cơ kinh khủng tập trung vào khương tư nam khương tư nam cảm thụ được lực lượng to lớn trong lòng có chút cảm thán cái này là lực lượng của cương giả hoàng đạo sao dẫn động pháp tắc chỉ lực giờ tánh nhất trần tầm đó đều có lực lượng hủy thiên diệt địa tùy hôm nay khương tư nam đột phá đến phương giả nhưng mà đối mặt hai hoàng giả vô cùng cường đại vẫn cảm thấy áp lực cực lớn khương tư nam không quan tâm lại oanh trong một quyền trực tiếp oanh nền bụng của thánh tử lực lượng cuồng bạo phá hủy kinh mạch toàn thân của hắn trong miệng thánh tử phát ra một tiếng kêu thảm cả người như tôm hùm cuộn mình trong miệng không ngừng phun ra máu <laughs> khương tử nam người giết ta không được hôm nay tất cả các người phải chết đều phải chết thanh tử giống như điên cuồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị khương tử nam đánh bại hơn đứa thua thảm hại như vậy hai lão tạp ao không cho phép tổn thương lão ba của ta không biết từ lúc nào thần oa phọt ra lượn lờ lấy tinh quang sáng chói hắn ở trước mặt của hai đại hoàng giả chán lên trong đội tầm khương từ nam cả kinh vội vàng hô lớn thần oa mau quay trở lại trong lòng của hắn vô cùng lo lắng thần oa bất quá vừa sinh ra tuy nói là cực kỳ thần dị nhưng mà đối mặt với hai cường giả hoàng đạo chỉ sợ một cái đối mặt đã bị đập chết tươi rồi oanh công kích cuồng bạo của hai cường giả hoàng đạo lập tức oanh lên người của thần oa nhưng mà trên người thần oa có đạo đạo hào quang sáng chói lập lòe, phảng phất như có một cửa đá thần bí bị mở ra. Vô số công kích đều chui vào trong đó, không có tạo thành một tiết tổn thương đối với thần oa. Cái gì chứ? Thân sắc của hai cường giả hoàng đạo đều chấn động. Thật không ngờ tiểu oa nhì trước mặt lại có thể ngăn trở một kích đỉnh phong của hai người bọn họ. Tiểu thi hải thoạt nhìn có chút thần bí kia, rốt cuộc là có lai lịch ra sao? Lão tạp mau Các người lại dám đánh ta Ta tức giận rồi Thần oan nhíu nhíu cái mũi nhỏ đáng yêu Thân hình mập mạp mờ mịt Ở trong tình quang Mặt tỏ xinh đẹp mà tinh khiết Trở nên thần bí Để lộ ra một cỗ khí tức đạm mạc lạnh thấu xương Thần đói phàm là người công kích ta Đều sẽ phải chịu trừng phạt Bộ răng của thần oan như thần côn Trong miệng thốt ra thanh âm kỳ dị trong thiên địa phảng phất như lập tức nổi lên âm phong trên người của thần oa có một loại khí chất kỳ lạ xuất hiện. Đạo quang buồn kỳ dị ở trên người hắn kia lập tức bắn ra hai đạo thần quang khủng bố bắn về phía hai cường giả hoàng đạo. Hai cường giả hoàng đạo đều biến sắc. Bọn hắn nhận ra hai đạo thần quang này cùng thủ đoạn trước kia bọn hắn công kích thần oa quả thực giống nhau như đúc. Thần oa lại có thể hấp thụ công kích của bọn chúng, hơn nữa còn y nguyên trả trở về. Nhưng mà còn chưa kết thúc, thần oan lại tiếp tục nói thần nói phàm là người bất kính với ta lực lượng thiên đạo cùng chung vứt bỏ lại một cỗ lực lượng thần bí hàng lâm hai cường giả hoàng đạo lập tức cảm giác được thiên địa pháp tắc mình tìm hiểu ở thời khắc này lại bị ngăn cách rốt cuộc không cách nào cảm ứng ra mảy may thần nói hai lão tạp mau các ngươi có thiên phạt gia thân Phản kiếp bị đuổi giết thần Oa tiếp tục nói một đạo lực lượng thần bí sông lịch thượng khung trên hư không đột nhiên có lôi đình tung hoành phong vần biến sắc một cỗ khí tức áp lực mà khủng bố tràn ngập ở giữa thiên địa trên đỉnh đầu hai cường giả hoang đạo xuất hiện hai đám kiếp vần khủng khiếp râm râm Thiền lôi đánh xuống vô số hào quang bao phủ tứ phương từng đạo lôi quang cỡ như thùng nước trấn áp về phía hai cường giả hoang đạo làm sao có thể chứ người đến cùng là ai Tại sao có thể có lực lượng khủng bố như thế Hai cường giả hoàng đạo liên tục gào thét Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc Khó có thể tin Giờ phút này cực kỳ chật vật Pháp tác trì lực của mình bị tức đoạt Hơn đỡ thiên kiếp xà thần Đoạn thiên lôi trì lực khủng bố này Để cho bọn hắn cảm thấy áp lực khủng bố Dâm rầm. Lôi quang tuần xuống như mưa, Thiên uy như ngục Trong hư không lôi đỉnh tung hoành Đan vào thành một mảnh thần mang nóng bỏng lôi quang thông thiên triệt địa coi như là hai cường giả hoang đạo ở trước mặt loại lực lượng khủng bố này cũng bị oanh ra tróc thịt bong kêu thảm liên tục cái này đây là lực lượng nguồn xuất pháp tùy sao mọi người kinh hô cơ hồ đều muốn ngây dại ra ánh mắt nhìn về phía thần oa tràn đầy một chút kinh kỵ bọn hắn đều không nghĩ ra vì sao một tiểu oa nhi hai ba tuổi lại có thể khống chế lực lượng kỳ dị như thế so với lực lượng của đại trù tâm chú dường như có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại dường như không khác nhau mấy bởi quan lực lượng của đại là trù tâm chú còn lẽ xem như lực lượng nguyên rùa trực tiếp điều động lực lượng mặt trái trong thiên đạo sát nhân trong vô hình mà thần oa phẳng phất như hóa thân thành thiên đạo mỗi tiếng nói cử động đều có thiên địa hưởng ứng nguồn xuất pháp tùy chẳng những bắn ngược công kích cướp đoạt pháp tắc càng dẫn động lực lượng trừ thiền lồi kiếp trong lòng cương Tư Nam cũng có chút khiếp sợ rồi. Coi như là hắn cũng thật không ngờ thần oa sẽ có năng lực khủng bố như thế. Tuy thần oa là sinh linh trong tinh thần chi hạch, bị phong ấn trăm ngàn vạn năm, nhưng mà ở trong mắt Khương Tư Nam chỉ là một tiểu hai tử mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.